Bồ Tát Địa Tạng đội nón lá, Cao Ngọc Mỹ, dịch từ truyện Nhi Đồng Nhật Bản. Ngày xưa ở địa phương nọ có hai vợ chồng già, gia đình rất nghèo túng, mỗi ngày sinh hoạt mỗi gian khổ. Năm nọ, vào đêm trừ tịch, lão ông thở một hơi dài rồi nói với lão bà: "Ôi, ngày mai là năm mới rồi, ngay cả một cái bánh chưng chúng tôi cũng không có để đón mừng năm mới. Thế à, nếu có một cái gì đó để thay thế bánh chưng năm mới, ta cũng có thể làm được." Lão ông vừa nói vừa tìm, lục lọi trong phòng, cuối cùng cũng chẳng tìm được cái gì cả. "Thật không tìm thấy được gì sao?" lão bà hỏi. Rồi đi qua gian chứa đồ vật ngày xưa, thấy ở trong góc phòng có một bó cỏ tranh cắt về từ mùa hè, loại cỏ lá dài, nhỏ và nhọn. Lão già à, lấy bó cỏ tranh này làm thành nón lá, đem vào thành có thể bán lấy tiền không?" "Ồ, có thể được đấy." Bấy giờ, lão ông và lão bà đi qua kho chứa đồ, nhặt hết mớ cỏ tranh rải rác, bắt đầu kết thành chiếc nón lá cỏ tranh. Khi làm được 5 cái, lão ông liền cầm đi và nói: "Tôi sẽ đổi thành tiền, đem về và mua một vài bánh chưng, củ cải, ngư bông." Ngư bông là hạt giống trái nho, có vỏ như lúa mạch. Nói xong, ông đi. Ở trong thành đã chính thức khai mở phiên chợ Tết, khắp nơi người mua bán đồ năm mới tụ về. Có người bán cối và chài giả, cũng có người chặt cây tùng về bán và rao bán cho người qua lại. "Có ai mua cây tùng không? Có ai mua cây tùng về để trang hoàng không?" Lão ông không chịu thua: "Ai mua nón lá không?" Thế nhưng chẳng có một ai dừng chân để hỏi mua. Ông lão chẳng có cách gì hơn phải đem hết về nhà. Năm mới mà chẳng ai mua nón cả. Ôi, không có bánh chưng mang về, không biết lão bà ở nhà có trách không. Chẳng biết trời đã tối, lão ông vừa ra khỏi thành vừa gục đầu than thở. Về đến cánh đồng trống ở ngoài thôn, gió thổi mạnh hình thành nên trận gió tuyết dữ dội. Đột nhiên lão ông thấy đứng bên đường 6 vị Địa Tạng Bồ Tát, không có đồ che ngực, cũng không có cây cối che chắn. Tại cánh đồng đầy gió tuyết, các vị Địa Tạng đã bị tuyết chôn nửa người. "À, thật là đáng thương, chắc các ngài lạnh lắm." Lão ông thấy đầu Địa Tạng Bồ Tát chứa đầy tuyết, Địa Tạng Bồ Tát bên kia thì mặt đầy những băng giá, có vị Địa Tạng thì từ mũi chảy xuống một trụ băng. Lão ông đưa tay phủi những băng tuyết vừa dày vừa lạnh ở trên lưng và trên vai của Địa Tạng Bồ Tát. "Đúng rồi, để tôi lấy nón lá đội cho các vị." Lão ông liền lấy những cái nón lá đội trên đầu các vị Địa Tạng và buộc dây cẩn thận để tránh bị gió thổi bay. Nhưng có 6 vị Địa Tạng mà chỉ có 5 cái nón lá, hãy còn thiếu một cái. "Ta có một cái khăn bằng vải không đẹp lắm, nhưng có thể che được gió tuyết." Lão ông lấy chiếc khăn vải được vá nhiều chỗ, nhường lại cho vị Địa Tạng sau cùng quấn trên đầu. "Như vậy là được rồi, như vậy là được rồi." Thế là ông an toàn trở về nhà. Lão bà, ta đã về rồi đây." "À, ông phải không? Chắc là lạnh lắm nhỉ, nón lá bán xong rồi ư?" "Có thể nói là bán hết rồi." Lão ông bèn kể lại đi về giữa đường gặp 6 vị Địa Tạng Bồ Tát bị tuyết chôn, cho nên tôi lấy nón lá cho họ đổi hết rồi. Lão bà nghe xong, không những không có biểu hiện một chút sự giận dữ, phiền não, còn nói: "Ồ, ông đã làm một việc tốt, chắc các vị Địa Tạng Bồ Tát rét lạnh lắm. À, ông lão, ông đến hơ lửa đi." Lão ông ngồi xuống bên bếp, lửa làm cho thân thể đang bị băng lạnh trở nên ấm áp. "Ôi, chẳng qua chúng ta không có bánh Tết dự lễ trừ tịch thôi, để như thế thì ta bắt chước người ta làm bánh Tết vậy." Lão ông nói xong bèn lấy một ít gạo trắng và gạo thóc, sau khi bỏ vào cối giả làm thành bánh rồi hơ nướng trên bếp. Bấy giờ lão bà cười rất vui. Sau đó hai người uống nước nóng rồi đi nghỉ. Vào lúc nửa đêm, có tiếng chân người đi bên ngoài tuyết. Lão ông nói: "Lão bà, giờ này mà ai còn đến đây nữa? Hay là những người hàng xóm đi khuôn vác hàng hóa bây giờ mới về ư?" "Chắc là vậy." Rồi những âm thanh đạp trên tuyết ấy không rõ từ phương nào đến thì dần dần nghe rất gần,
lắng nghe kỹ, lại có tiếng ca của nhiều người hợp lại. Nón lá đem đến cho 6 vị Địa Tạng Bồ Tát đổi đây. Lão ông có ở nhà không? Lão bà có ở nhà không? Lão ông bước vội xuống giường, lớn tiếng trả lời: có ở nhà, có ở nhà. Bấy giờ tiếng ca ngừng lại. Sau đó nghe có tiếng có ai buông vật nặng phía trước nhà. Lão ông và lão bà đến mở cửa nhìn ra ngoài, thấy 5 vị Địa Tạng Bồ Tát đội nón lá và một vị quấn khăn vải đang đạp tuyết bỏ đi. Dưới hiên nhà là những bao gánh gạo và bánh nếp, ngoài ra còn có đậu tương, hạt ngư bông, la bạc và những cây tùng để trong hòm. Lão ông và lão bà cuối cùng cũng có thể nghênh đón một năm mới đầy tốt đẹp. Chép từ Phổ Môn Văn Khố thứ 35, số 15 tháng 2, năm 1974.